Chào mừng anh chị quay lại với kênh của Leon Coffee. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách vệ sinh máy pha cà phê Casadio Indonesia 2. Thì nếu như mà anh chị muốn chiếc máy pha của mình nó bền hơn và sạch bóng hơn thì anh chị nhớ là vệ sinh cuối ngày giúp em. Thì để vệ sinh máy pha chúng ta cần có những cái dụng cụ gì và cách làm như thế nào thì anh chị hãy cùng em theo dõi ạ. Đầu tiên để vệ sinh chúng ta cần hai ca đánh sữa như thế này nha anh chị, để vệ sinh hai cái vòi đánh hơi. Tiếp đến chúng ta cần thuốc vệ sinh máy pha đây ạ. Một cái cọ để chúng ta có thể cọ sạch cái họng chiết xuất cà phê. Và một cái filter mù như thế này ạ. Đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy nước sôi cho vào hai ca đánh sữa nha anh chị. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho vào mỗi ca một muỗng thuốc vệ sinh ạ. Chúng ta sẽ dùng cái muỗng đây nha anh chị. Cái cọ vệ sinh ở đầu dưới sẽ có cái muỗng múc thuốc. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngâm cái chiếc vòi đánh sữa này vào trong ca nha anh chị. Đây, mình ngâm vào. Bên đây cũng tương tự ạ. Rồi chúng ta sẽ ngâm nó nha anh chị. Để những cái tia sữa mà khi chúng ta thực hiện đánh sữa nó còn động lại trong vòi sẽ được ngâm mềm và được vệ sinh sạch. Nếu như mà chúng ta không vệ sinh thì về lâu ngày những cái tia sữa đó bám chặt vào những cái vòi đánh sữa, đầu vòi đánh sữa, nó làm cho tắc vòi, chúng ta không thể nào thực hiện đánh sữa được nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vệ sinh họng chiết xuất máy pha. Thì đầu tiên anh chị dùng một cái tay cầm như thế này nha anh chị. Đây ạ, tay cầm. Chúng ta sẽ đặt cái filter mù này vào tay cầm như thế này, theo chiều như thế này nha anh chị. Mình sẽ đặt như thế này ạ. Rồi sau đó mình cũng cho một muỗng thuốc vào tay cầm. Rồi mình lắp tay cầm này vào họng chiết xuất cà phê. Sau đó anh chị quan sát giúp em nè. Mình sẽ dùng nút start stop này để vệ sinh máy pha nha anh chị. Thì mình sẽ nhấn nút này, đồng thời khi nhấn anh chị quan sát cái kim đồng hồ giúp em. Đây ạ, để em nhấn lại lần 2 nha. Rồi, một lần. Cái kim này nè anh chị, nó sẽ nhảy đến số 8 hoặc là hơn một xíu. Thì lúc đó anh chị tắt. Anh chị tắt cái nút start stop và anh chị chờ 5 giây rồi mình bấm lại tiếp. Đây ạ, anh chị quan sát nè. Đó, rồi tắt. Anh chị đếm 5 giây. Rồi mình bấm lại lần nữa. Trong cái khoảng từ số 8 đến 12 nha anh chị, cứ là được. Thì mình cứ làm như vậy là 10 lần ạ. Bây giờ em sẽ tiếp tục thực hiện thao tác này. Lúc này là những cái bã cà phê bên trong sẽ được đẩy ra bên ngoài á anh chị. Rồi, mình cứ làm như vậy đến 10 lần nha anh chị. Sau khi xong 10 lần thì chúng ta sẽ tháo tay cầm này ra, đổ cái nút thuốc này đi. Và chúng ta dùng nút tự do để xả nước luôn, để tráng cái lớp thuốc ở bên trong tay cầm. Sau khi tráng sạch thì tay cầm của chúng ta đã sạch thuốc thì chúng ta tiếp tục ạ. Đây ạ, mình tráng sạch rồi đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục lắp tay cầm này vào họng chiết xuất ạ. Và cũng thực hiện như lúc nãy và làm 10 lần nha anh chị. Đây ạ, tiếp tục. Tương tự như lần đầu, không khác gì ạ. Và cũng bấm 10 lần như vậy. Sau mỗi lần bấm thì mình nhớ là mình ngừng khoảng 5 giây nha anh chị.
Rồi sau khi bấm được 10 lần thì chúng ta sẽ tháo tay cầm ra. Rồi lúc này anh chị lấy filter mù ra. Nhớ cẩn thận nha anh chị, tại vì lúc này cái filter mù rất là nóng ạ. Lúc này thì anh chị nhớ lúc giúp em á, là mình sẽ tráng lại luôn qua một lần pha cà phê để tránh máy còn cái mùi thuốc, để hôm sau chúng ta pha sẽ có cái mùi thuốc trong cái nước cốt cà phê á, uống nghe cái mùi nó rất là kỳ và khó chịu. Mình cứ thực hiện như là một lần pha chế cà phê nha anh chị. Mình cũng dùng nút start top này để nhấn chảy cà phê. Anh chị cứ cho dòng chảy chảy trực tiếp xuống cái máng xả này nha anh chị. Thì lúc này là cái lớp cà phê này sẽ lấy đi cái lượng thuốc mà còn bám trong máy. Rồi, sau khi mà chảy xong, chúng ta tắt và đập lớp bã này đi ạ. Sau đó chúng ta sẽ vệ sinh lại tay cầm nha anh chị. Đối với một số anh chị mà sử dụng tay cầm này pha chế khá lâu á, thì bên trong tay cầm này sẽ có đọng lại những cái lớp cà phê, nó úa màu á anh chị, nó rất là cứng. Vì thế chúng ta sẽ tháo tay cầm này ra, tháo cái filter này ra nha anh chị. Rồi mình sẽ ngâm toàn bộ cái tay cầm này vào một cái ca nước sôi có pha thuốc để cái vết bẩn nó mềm ra. Thì chúng ta sẽ dùng cái cọ này để cọ sạch những cái vết bẩn đó. Sau đó chúng ta cũng tráng lại bằng nước sôi. Nếu mà kỹ hơn anh chị có thể pha một lần cà phê và bỏ cái nước cà phê đi, rồi chúng ta sử dụng tiếp tục. Bây giờ đến lượt chúng ta sẽ vệ sinh cái vòi đánh hơi này. Đây ạ. À. Sau khi mình ngâm thì cái vòi đánh hơi này cũng đã mềm những cái vết bẩn nha anh chị. Mình sẽ đánh hơi. Rồi, mình sẽ dùng một cái khăn khô. Để lau. Và sau đó, anh chị đánh lại. Đây ạ. Mình xả lại nhiều lần cho sạch vết thuốc nha anh chị. Và bên này thì anh chị cũng làm tương tự ạ. Lúc mà em vệ sinh họng chiết xuất bên đây, thì đối với họng chiết xuất bên này, anh chị cũng sẽ làm tương tự giống như bên đây nha anh chị. Sau khi mình vệ sinh vòi đánh sữa xong, thì tiếp theo mình sẽ vệ sinh ở cái họng chiết xuất này bằng cái cọ này nha anh chị. Mình sẽ mở nước bằng nút start top này cho nước chảy. Và mình sẽ chà quanh cái miệng họng chiết xuất cà phê này, để có lỡ mà có những cái hạt cà phê nó còn bám trên đây thì nó sẽ rơi xuống ạ. Rồi. Thì như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái việc vệ sinh máy vào cuối ngày sau khi sử dụng. Thì anh chị nên nhớ là mình nên vệ sinh máy vào cuối ngày để giúp cho máy nó sáng bóng và đẹp hơn, cũng như là giúp máy có cái tuổi thọ tốt hơn. Thì sau khi hoàn thành xong hết thì anh chị cũng có thể lau chùi bên ngoài của cái chiếc máy này để giúp chiếc máy nó bóng sáng và mới hơn ạ. Rồi. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách vệ sinh máy pha cà phê Casadio Andici A2. Thì nếu như mà anh chị nào có thắc mắc hoặc là mình chưa hiểu chỗ nào, anh chị có thể comment bên dưới, Ly Ông sẽ tư vấn cho anh chị kỹ hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.